Con kiểm tra lại cho cô âm thanh hình ảnh có rõ ràng không nhá. Bài chúng ta ngày hôm nay đây ạ, bài các dạng so sánh mở rộng. Rồi, cô chào Minh Trang, chào Vinh Lê, chào Linh Anh, ok Hà My. Yes. Giờ bắt đầu học luôn các bạn nhé. Học được chưa? Bắt đầu luôn nhé, không nhiều muộn giờ các bạn mất. Rồi, cô chào Khánh. Chào các bạn thân mến, buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ học về phần cấu trúc so sánh mở rộng. Tức là sao? Tức là bên cạnh so sánh hơn và hơn nhất thì mình sẽ có so sánh bằng, giống và khác. Đã. Đầu tiên là cụm as ever the same as, ok. Cô rất thích dùng một cái bảng trắng này cho các bạn. Thì bây giờ cô sẽ design cho mình một cái nền màu xanh. Đây, để giống màu bảng các bạn nhé. Nhìn cho giống màu bảng. Để cô chuyển sang cái chế độ Con nhìn thấy cái bảng cô màu xanh chưa? Bây giờ cô sẽ viết bút màu trắng lên nhé, cho mình có cảm giác đây là cái bảng nhé, cho đỡ quên hình ảnh màu của phấn. Ok. Tôi sẽ dùng mực màu trắng. Các bạn nhìn rõ không? Nhìn rõ không các con? Rồi, cô chào Nhật Duyên nhá. Nhìn ok đúng không? Yes. Con thấy giọng cô bình thường đúng không? Nghe vấn đề gì không? Rồi, bây giờ mình sẽ học cho cô là so sánh bằng và so sánh giống. Các con hay được học là so sánh hơn và hơn nhất đúng không? Và so sánh bằng nó như thế nào? Dạng số 1 ngày hôm nay mình sẽ học. Đó là so sánh bằng. Được chưa? Người này bằng người kia các bạn nhá. So sánh bằng tức là khi mình có hai đối tượng ở hai bên, mình đem đi mình so sánh với nhau. Được chưa? Khi mình có hai đối tượng ở hai bên, đối tượng số 1 với đối tượng số 2. Các bạn chú ý nhá. Đối tượng số 1 và đối tượng số 2, mình sẽ có hai cái đối tượng này mình sẽ so sánh cho nhau. Giờ khi mình so sánh là mình đương nhiên là mình so sánh một cái đặc điểm, một cái tính chất của hai người đúng không ạ? Mình so sánh một cái đặc điểm, một cái tính chất của hai người. Cái tính từ nhá. Đối tượng số 1, đối tượng số 2. Và nếu như trong một câu miêu tả, đương nhiên là sau chủ ngữ này là mình phải dùng đến diện, đến động từ to be. Chủ ngữ cộng với to be. Một câu miêu tả thông thường sẽ sử dụng đến đây. Ai đó như thế nào, đúng chưa ạ? Nhưng bây giờ mình đang là câu so sánh giữa đối tượng số 1 và đối tượng số 2. Thì các bạn sẽ phải biến cái tính từ này chuyển sang thành là đang là một cái đặc điểm. Thì mình chuyển sang là bằng và bằng. Đối tượng số 1 thì bằng đối tượng số 2. Giả sử cô có She is beautiful. Cô ấy thật là xinh đúng không ạ? Nó đang là một cái đặc điểm là she is beautiful. Nhưng thêm đối tượng số 2 vào đây trở thành là her. Cô ấy sinh bằng mẹ cô ấy. Her mother chẳng hạn. Nếu nói là cô ấy sinh bằng mẹ cô ấy, đây đối tượng số S1, đây là S, S2 đúng không ạ? Nếu cô nói là cô ấy sinh bằng mẹ cô ấy thì bên từ sinh này, đặc điểm này phải đưa từ sinh thành sinh bằng, tính từ thành là bằng cái gì đó, đúng không? Sinh phải biến thành là sinh bằng. Nếu trong so sánh hơn mình có thành là more beautiful, đúng không? Là xinh hơn. Thì so sánh bằng thì mình chỉ việc thêm cho cô cụ S vào trước và sau tính từ là được. Vậy ta sẽ có cấu trúc là chủ ngữ 1 cộng với to be và cụm so sánh bằng bao gồm s và s. Đây chính là cụm so sánh bằng của chúng ta. Đây là cụm so sánh bằng của chúng ta các bạn nhé. Cụm so sánh bằng chỉ có vậy thôi. Được chưa? S, tính từ và s các bạn nhé. Đây chính là cụm so sánh bằng. Rất là easy. Được chưa các con? Đó là cụm so sánh bằng các bạn. Rồi. Đó là cấu trúc so sánh bằng. Vậy phần so sánh bằng rất là dễ dàng đúng không ạ? Còn so sánh không bằng, đây là so sánh bằng. Bây giờ tiếp đến là so sánh không bằng. Vậy phần số 1, phần đầu tiên cô trò mình có thể rút ra một cái kết luận về so sánh bằng có cấu trúc như bên trên. Chính là gì ạ? Chính là chủ ngữ số 1 cộng với to be cộng với cụm so sánh bằng bao gồm s và s ở trước và sau. Để cô viết lại cho lại cấu trúc đỡ bị mở nhé. Tuy nhiên đây chỉ là phần căn bản thôi. Còn cái phần mở rộng là so sánh bằng với cả trạng từ nữa, đúng không ạ? Đây mình sẽ có chủ ngữ 1, đúng không ạ? Cộng với to be này, cộng với cụm so sánh bằng bao gồm s, tính từ và s. Đó, cộng với đối tượng số 2, được chưa? Đây là cấu trúc so sánh bằng. Nếu so sánh không bằng thì các bạn làm gì ạ? Chủ ngữ 1 đưa to be về dạng phủ định, be not nhé, be có not vào, rồi cộng với s tính từ, s cộng với đối tượng số 2. Ngoài ra với so sánh không bằng các con có thể thay từ s này bằng từ so nhé. Ngoài ra cái từ s này các bạn có thể thay bằng cái cụm so sánh không bằng. Trong câu so sánh không bằng mình sẽ có hai cách sử dụng. Các bạn chú ý hộ cô là cái cụm s, tính từ s này các bạn có thể thay thế trong so sánh không bằng, được chưa? Các bạn có thể sử dụng cách số 2 là to be có not thành e thành isn't, a thành an, on, em thành em not ạ. Có thể thay thế s tính từ e bằng so tính từ s. Cộng đối tượng số 2, đây là so sánh không bằng các bạn nhé. Không bằng thì có hai cách, còn bằng chỉ có một cách thôi. Bằng chỉ dùng được là gì ạ? Chỉ dùng SE thôi. Còn không bằng có thể dùng SE hoặc là so. Đây thiếu mất E đúng không ạ? So S, được chưa? So sánh bằng chỉ dùng là SE, so sánh bằng không bằng dùng SE hoặc là so S các bạn nhé. Đây là liên quan đến cấu trúc so sánh bằng và so sánh không bằng. Vậy bây giờ các bạn thử lấy cho cô, viết cho cô cái ví dụ sau. Mình sẽ có hai đối tượng là cái cây này, this tree, cái cây kia, that tree, đúng không ạ? Đặc điểm giữa hai đối tượng là tall, cao. Viết cho cô câu số 1 là câu khẳng định cái cây này cao bằng cái câu kia và cao bằng cái cây kia, và câu số 2 cây này không cao bằng cây kia. Đây là câu khẳng định, ký hiệu khẳng định, ký hiệu phủ định. Viết cho cô hai câu đi các bạn. Viết cho cô hai câu đi các con. Rồi các bạn viết cho cô hai câu nhá. Câu số 1 cái cây này bằng cái cây kia, câu số 2 cái cây này không cao bằng cái cây kia. Được chưa ạ? Viết cho cô hai câu. Chứ cô nghĩa xấu thật đấy, cô thề luôn. Bây giờ cô sẽ xóa đi, cô sẽ gõ cho đẹp nhé. Các bạn nhìn các bạn lại buồn sao chữ cô xấu thế. Đây. Bây giờ viết cho cô ví dụ nha. Đối tượng số 1 là this tree. Đặc điểm sẽ là tall. Đối tượng số 2 là that tree. Đó, con viết cho cô hai ví dụ đi ạ. Một câu khẳng định, một câu phủ định. Cái cây này cao bằng cái cây kia và cái cây này không cao bằng cái cây kia. Rồi, rất là easy đúng không ạ? Vậy mình sẽ trả lời cho cô như sau. Câu số 1 là câu khẳng định. Rồi ôi, mực đen. Cho mực vàng thật chóe nhá. Cho nó té lửa lên này. This G E so sánh bằng này. As tall as the tree. Được chưa? Cao bằng. So sánh không bằng dùng cho cô cả hai cách. This tree isn't, đúng không? Isn't, it's not that. As tall as the tree. Cách số 2 là this tree isn't so tall as the tree. Tại sao cô phải chỉ cho các bạn rất là rõ như thế này? Vì đôi khi đi thi các bạn nhé, các bạn có thể gặp những cái dạng bài như là dạng bài tìm lỗi sai chẳng hạn. Giả sử đề bài mà cho cô này, mà cho từ sâu vô đây, đề bài mà cho này bằng sâu, được chưa? Thì các bạn biết ngay, đây là cái lỗi sai đúng không? Trong so sánh bằng mình không dùng cụm sâu e, mình chỉ dùng e sẽ thôi nhá. Còn trong so sánh không bằng mình dùng cả hai trường hợp e sẽ cũng được mà sâu e cũng được, được chưa? Vậy đúc kết lại đây là cấu trúc so sánh bằng, đúng không ạ? Đây là cấu trúc so sánh bằng chủ ngữ số 1 cộng với to be. Tuy nhiên nhá, đến bây giờ cô sẽ giúp các bạn mở rộng ra, lại bình tĩnh tập trung nghe đây nhá. Đây cô viết lại cấu trúc thôi. Nghe tập trung nhá. Đây là phần cũ này, bây giờ mình mở rộng cái gì từ đây ra này. Đây là phần cũ, bây giờ mình mở rộng cái gì? Nghe kỹ nhá. Bây giờ mình mở cho cô như sau. Thế nếu như đây là câu miêu tả đặc điểm đúng không? Thế nếu như cô miêu tả hành động thì sao? Chỗ này không phải là to be mà chỗ này là động từ thì làm như nào? Đúng không? Đây là cô đang miêu tả đặc điểm, nhưng nếu bây giờ cô miêu tả hành động, anh ấy nhảy dây, xin lỗi, anh ấy vẽ đẹp bằng bố anh ấy chơi đàn hay như tôi, đúng không ạ? Vậy nếu như bây giờ mà cô sử dụng, đây không phải là động từ mà cô sử dụng, đây không phải là to be mà cô dùng động từ, tức là cô miêu tả hành động của đối tượng số 1, so sánh đặc điểm này với đối tượng số 2, thì cô sẽ phải dùng gì đây ạ? Cô không dùng tính từ nữa mà cô phải dùng gì? Trạng từ. Miêu tả đặc điểm của hành động chúng ta phải sử dụng gì ạ? Trạng từ, trạng từ, được chưa? Giả sử cô ấy hát hay như là đài, cô ấy hát hay như là gì ạ? Như đài phát thanh đúng không? Cô ấy hát hay như anh trai của cô ấy thì cô làm thế nào bây giờ? Được chưa? Cô ấy hát hay như anh trai của cô ấy, cô ấy hát hay như mẹ cô ấy chẳng hạn. Thì nếu như bạn miêu tả hành động các bạn nhé, nếu như các bạn miêu tả hành động thì các bạn sẽ so sánh dùng hành động từ với cả gì? Với cả trạng từ, được chưa? Ví dụ cô ấy hát hay, anh ấy hát hay he sings, đúng không? Không còn to be nữa, anh ấy hát hay bằng anh trai anh ấy thì so sánh bằng vẫn dùng cụm else, đúng không ạ? Nhưng cái đặc điểm này beautiful là tính từ đúng không? Beautifully, sing beautifully đó. Hát hay bằng phải dùng trạng từ beautifully as his brother. Đó. Thì đây phần mở rộng thôi các bạn nhé. Nó chỉ đơn giản là gì? To be thì đi với tính từ, còn động từ thì đi với gì ạ? Trạng từ. Vậy thì cấu trúc nó vẫn là như thế, nó chỉ thêm cái gì thôi ạ? Thêm cái phần bổ trợ ở đây. Các bạn hiểu rằng nếu như các bạn sử dụng động từ thì các bạn phải sử dụng trạng từ đi cùng, không dùng với to be nữa. Còn lại câu so sánh bằng hay là không bằng vẫn thế các bạn nhé. So sánh bằng hay là không bằng vẫn thế thôi. Đây, vấn đề của các bạn nhớ cô là nếu đây mà là động từ, đây sẽ là trạng từ. Còn cái as với as vẫn thế, so với so vẫn thế các bạn nhé. So với as vẫn vậy, được chưa? Tức là mình mở rộng thêm ra thôi. Đi với to be dùng tính từ, đi với động từ dùng trạng từ. Đó là cấu trúc so sánh bằng. Con hiểu phần này chưa? Nếu bỏ một chữ as thì sao? Con này phải có cả cụm con. Nó phải là có cả cụm như vậy các bạn nhé. Rồi, tiếp theo đây ạ, là so sánh bằng nhau. Phần số 2 là so sánh bằng. Giống nhau, cô xin lỗi. Thứ nhất là bằng, bây giờ là giống. Giống nó khác nha. Thứ hai là phần so sánh bằng. Tiếp theo. Number 2. So sánh giống. Các bạn thích nhìn cái bảng xanh này hơn là bảng mỗi khi có biết không? So sánh giống nhau. Giống là dùng cụm là the same. The same as các bạn nhé. The same as là so sánh giống nhau. Rồi, so sánh giống nhau tức là sao? Là hai đối tượng này giống nhau. Giả sử this book, ở đây cô có hai cái speaker cho các bạn xem, cô có hai cái loa. Con nhìn này, cô có hai cái loa, bạn nhìn thấy chưa? Đây là hai cái speaker của cô. Thì cái này giống cái này, đây nó là kiểu cùng nhà sản xuất, nó cùng kiểu với nhau đúng không? Khi bạn mua cái giống hệt nhau là giống nhau. Đấy, cái này giống cái này. Thì this speaker giống cái, đúng không? This speaker is the same as this speaker. Hai giống nhau, đúng không? Cái này giống cái này luôn. Rồi, các bạn nhìn cho cô nha. This book is the same, xem là giống đấy, is the same as giống. That book, quyển sách này thì giống quyển sách kia. Đó, nó chỉ là gì nhỉ? Đối tượng số bên trái là gì đây? Đây là đối tượng số 1. S1, đúng không ạ? Cộng với gì? Cộng với to be, cộng với gì ạ? The same as, rồi cộng với đối tượng số 2. Được chưa các bạn? Đối tượng số 1 cộng với to be, cộng với the same, cộng với đối tượng số 2. Đây là khi mà hai đối tượng giống y hệt nhau, giống y xì đúc nhau về màu sắc, về kích thước, về các cỡ, về tất cả mọi cái giống y hệt nhau, giống trong 100%. Nhưng khi các bạn nói giả sử có hai cô gái, khi chúng ta thấy rằng họ chỉ giống nhau về mỗi chiều cao thôi, hoặc là họ chỉ giống nhau về mỗi cái số tuổi đời thôi. Khi hai cái giống hệt nhau mình dùng là the same as là xong. Nhưng khi nếu mà hai đối tượng này chỉ giống nhau về một cái khía cạnh nào đó hơn thôi, thì các bạn thêm cho cô cái khía cạnh giống nhau đó. Có thể là giống nhau về màu sắc, giống nhau về kích thước, giống nhau về tuổi đời, giống nhau về trí thông minh, giống nhau về vẻ đẹp. Thì các bạn thêm cho cô cái danh từ đó, cái khía cạnh đó vào sau từ same. Ví dụ quyển sách này thì giống giá, thì là bằng giá, bằng cái giá tiền đó, với quyển sách kia, đó là the same gì? The same price. Đó, khi các bạn nói về cái đặc điểm giống nhau đó, nếu như là cái khía cạnh nhỏ thì các bạn là the same price as that book. Thì khi này, hai quyển sách này chỉ giống nhau về giá cả, hoặc là giống nhau về gì ạ? The same gì nhỉ? The same cái hai quyển sách giống nhau về giá này, giống nhau về gì? Giống nhau về cái gì nữa nhỉ? Giống nhau về nội dung, content, chủ đề đi, same topic, chủ đề đi, đúng không ạ? Tức là giống nhau về cái gì thì mình sẽ đưa cái khía cạnh đó vào đây. Vậy nếu như khi so sánh giữa hai đối tượng mà giống nhau chung một cái đặc điểm ở đấy, các bạn sẽ có cấu trúc là gì ạ? Chủ ngữ một này cộng với be the same cộng với gì ở đây, cộng với cái khía cạnh ở đây. Nếu như so sánh khía cạnh thì thêm khía cạnh vào, còn không có khía cạnh mà giống nhau y hệt thì mình bỏ khía cạnh đi, mình dùng the same as. Còn nếu giống nhau về một khía cạnh thì thêm cái khía cạnh vào, cái danh từ vào sau từ the same. Bây giờ mình giúp cô nhá, mình có ví dụ sau. Ví dụ đây, cái váy này, this dress, cái váy này đúng không? Is the same as giống cái váy kia. That dress, cái váy này giống cái váy kia. Được chưa các bạn? Is the same as là xong, the same as này là xong, đúng không ạ? The same as là xong luôn. Yeah. Tuy nhiên nếu mà cô nói là cái váy này giống cái váy kia, this dress is, bây giờ giống cái váy kia nhá, the same, chỉ giống nhau về kích cỡ thôi, the same size, được chưa? Giống nhau về kích cỡ sẽ là the same size as that dress. Con hiểu cấu trúc này chưa các bạn nhỉ? Phần này rất là rõ ràng để các bạn có thể hình dung ra được rồi đúng không ạ? Vậy đến bây giờ là mình hoàn toàn có thể tổng kết ra cái cấu trúc này giúp cô đúng không các bạn ơi? Nào, mình sẽ có đối tượng đầu tiên các bạn, đây là gì ạ? Trong câu rõ ràng là có hai đối tượng so sánh các bạn nhé. Mình sẽ có hai đối tượng so sánh ở đây. Đối tượng số 1 các bạn thấy là gì ạ? Đó chính là gì nhỉ? This dress. Ok, this dress. Yeah. Mình cứ gọi là đối tượng số 1, đây là thằng số 2. Được chưa? Đây đương nhiên là động từ gì ạ? Động từ to be. Được chưa? Và đây là gì? Mình sẽ gọi nếu như giống hệt nhau 100% luôn. The same. Được chưa? The same as là xong. Nhưng giống nhau ở cái khía cạnh nhỏ như này. À, sorry các bạn, của Khoanh sai rồi. Còn nếu mà giống nhau cái khía cạnh nhỏ như vậy đúng không ạ? Thì mình làm gì nhỉ? À, chỉ thêm cái danh từ khía cạnh vô đây các bạn nhé. Thêm cái danh từ khía cạnh vô đây là mình sẽ có gì các bạn nhỉ? Cộng với danh từ ở sau the same. Có hoặc không, có thêm vào, không có thì thôi. Đó các bạn nhé. Ok, done. Yeah. Vậy bây giờ các bạn cùng với cô học xong hai dạng so sánh rồi. Nhưng nếu bây giờ ngược lại đi, nó khác nhau. Để nói khác nhau thì con sử dụng cụm từ gì để diễn tả rằng hai đối tượng này khác nhau? Đương nhiên là vẫn sẽ có hai đối tượng rồi. Nhưng để nói là khác nhau thì mình đương nhiên là không thể dùng the same đúng không ạ? Nếu như nói về khác nhau, các bạn dùng cho cô cụm từ gì này các bạn? Ok. Con trả lời cô nào. Nếu như dùng khác nhau thì các bạn dùng cho cô cụm từ gì nào? Các con. Nếu như là khác nhau, mình dùng cho cô cụm từ gì? Dạ. Yeah. Nào, nếu như mà là khác nhau, các bạn dùng cụm từ gì nhỉ? Có đổi màu bảng cho các bạn. Khác nhau thì mình dùng từ different đúng không ạ? Nếu mà là khác nhau thì mình dùng từ different. Very good. Rất tốt các bạn. Trả lời đúng rồi. Nếu như mà là khác nhau, phần số 3. Okay. Phần số 3 này chúng ta có là so sánh khác nhau các bạn nhé. So sánh khác nhau. Là cách dùng ạ. Different, khác nhau, khác với, chính là cụm different. Different khác với luôn luôn là different from. Giờ các bạn luôn luôn là different from. So, ok. Đó. Thì như cái cũ thôi. Nếu mà as là bằng thì different from là khác với. Hay the same as là giống nhau thì khác với sẽ là. Ok, chủ ngữ 1 này cộng với to be cộng với different. Different from chủ ngữ số 2. Thế là xong. Được chưa các bạn? Đấy. Cái different from nó chỉ có như vậy thôi. Giả sử ngay cái ví dụ ban nãy là cái váy này khác cái váy kia. Các bạn trả lời cô này, biết cô là cái váy này khác với cái váy kia. Đó. Bạn biết cô các bạn ơi. Cái váy này khác với cái váy kia. Đó thôi. Cái câu là cái váy này khác cái váy kia, đối tượng ta sẽ có ở đây là gì? Đối tượng số 1. Bây giờ for example, we can we write this sentence? This dress. Đặc điểm là different. Đối tượng số 2 là that dress. Okay, can you write this sentence for me? Okay, right now. Đó, các bạn viết cô luôn này. So, the answer is... Okay, write this sentence for me. Vậy các bạn viết cô này. Bill Hoàng ơi, to be đâu? Động từ của cô đâu? Ok, Tú Quyền. Yes, ok. Rồi, rất là easy đúng không ạ? Cái lại câu là this dress to be is different from that dress. Ở đây cô dùng cái gì ạ? Cô dùng một cái ví dụ điển hình là mình dùng chủ ngữ số ít nhé. Thì nếu mà nó chủ ngữ số nhiều thì cứ động cây to be are vào nhưng đừng có động b nguyên is vào các bạn nhé. Is hay là are hay là e nó sẽ phụ thuộc vào cái chủ ngữ tương xứng. Được chưa các bạn? Đó, ok, rồi. Đây là cô trò mình vừa cùng nhau học xong tất tật 3 cấu trúc ngày hôm nay. Bây giờ mình cùng cô chuyển sang bài tập luôn. Các bạn ơi, bài tập luôn. Đấy, cô giảng xong bạn rồi đấy. Rồi nhá, làm cho cô luôn nào. Hoàn thành các câu dưới đây sử dụng cấu trúc, làm cho cô đã xin vậy. Cấu trúc so sánh S và S, được chưa? Cấu trúc so sánh S và S. Chỉ làm cô mấy câu thôi. Nhá, cấu trúc so sánh S và S. Làm cho cô câu số 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 câu. Chỉ làm 3 câu. Các bạn nhớ. Chưa con? Chỉ làm 3 câu thôi các con nhá. Just 3 sentences. Yeah, ok. Chỉ làm 3 câu thôi. Cô không hiểu sao này. Cô rất thích cái bảng màu xanh nhé. Cô thề luôn. Sao thích thế? Chắc là mình nhớ bảng quá con ạ. Cô sẽ đổi bảng xanh lên cho các bạn. Cô thích cái bảng màu xanh. Cô sẽ đổi hết chữ sang màu trắng cho các bạn. Rồi, mình chữa các bạn nhé. Câu số 1. Cái gì đây? Wow ơi, sao lại làm tiếp phần you gì ở đây? So sánh bằng mà. Bạn ấy chắc vào xem vào cuối rồi. So sánh bằng mà con, so sánh hơn đâu. Tôi không cao bằng bạn, đúng không? I am not. So sánh không bằng. Các bạn sử dụng gì? Hai cách. Một là các bạn dùng SE, hai là dùng SOE đều được. Được chưa? Nếu như dùng SE thì sẽ là gì? Tôi không cao bằng bạn. As tall as you. Cách số 2 là so tall as you. Đấy chưa? Đấy là không bằng mà. Đúng không? As tall as you, so tall as you. This book is not. Đúng không? Không bằng. Dùng gì ạ? Một. As interesting as this one. Or so interesting as this one. It's okay. Câu số 3. This summer. Cái này là so sánh bằng thì chỉ có một cách thôi. Việc bằng một cách duy nhất đó là as hot as. Được chưa các con? Yeah. Ok, very good. Rất tốt. Các bạn hiểu chưa? Đừng lẫn lộn different là khác mà con. Học 3 cấu trúc ạ. Tiếp đi. Sang cho cô bài khác nào. Dùng cấu trúc so sánh different from. Different from. Nhanh thế. Bài số 2 đâu? Bài 1. Rồi, cái số 2 là dùng cấu trúc so sánh different from để hoàn thành những câu dưới đây. Và xem e đâu? Đây, cô dùng cái bài này trước cho các bạn. Làm cô bài số 3 trước đi các bạn ơi. Làm cô bài số 3 trước các bạn nhá. Bạn nào đã in tài liệu rồi, các con đã in tài liệu rồi. Các bạn nhớ trong quá trình người mình học đó. Đúng thì mình tích V nó vô mà sai tích X là các bạn nhá. Câu số 1, câu số 2 và câu số 3 làm cô 3 câu này các bạn. Làm cô 3 chú này nè. 1, 2, 3. Dùng the same đúng không? The same as thì nhắc lại cho các con cấu trúc này. Chủ ngữ 1 cộng với to be. Thực ra là có thể to be hoặc là dùng động từ các bạn nha. Động từ cộng với the same. Có danh từ ở đây hoặc là không. As cộng với đối tượng số 2. Còn nha, đấy là cấu trúc gì từ same, được chưa ạ? Làm câu số 1, câu số 2 và câu số 3 các bạn dùng the same as các bạn nhé. Câu số 1, câu số 2 và câu số 3. Number 1, number 2 and number 3. Ở bên cuối câu đấy đúng không? Họ cho mình 3 cái từ đấy thì chứng tỏ đấy là 3 cái từ, ba cái danh từ cần dùng trong câu này. My sister với cả me giống nhau về chiều cao, câu 2 giống nhau về sở thích. Pursue đây là theo đuổi cùng sở thích, đam mê. Câu số 3 là giống nhau về tuổi tác đúng không ạ? Được rồi, chỉ cần biết cái chỗ mà mình cần khuyết thôi, không cần biết cả các bạn nhé. Chỗ biết chỗ khuyết thôi. Ai biết cả cũng được thôi, nhưng mà ai biết chỗ khuyết được rồi. Minh Hằng. Okay, we can check right now here. Nào, câu này là my sister has the same height đúng không? Cùng chiều cao nhá, cùng chiều cao. Vậy mình sẽ làm là gì? Has the same height đúng không? Như tôi as me, it's the same height as me. Number 2, pursues cùng theo đuổi chung cái the same hobby, sở thích, as gym. Number 3, the same gì các bạn? The same age, cùng chung tuổi, cùng tuổi đúng không ạ? Giống tuổi. The same age, sorry, yeah, the same age as me, okay, chị các bạn. Rồi, anh hiểu chưa? Dễ không ạ? Dễ mà. Đến đâu nhỉ? Làm cô bài trước, để cho cái bài rồi sang bài để ngược con dòng ta lội lại trả bài số 2. Dùng cấu trúc tiếp phần from để hoàn thành những câu dưới đây. Làm cho cô câu số 1 và câu số 2. 1 và 2 các bạn nhé. Ví dụ, my house is small and old, your house is spacious and modern. Nhà tớ thì bé và cũ, nhà bạn thì spacious là rất là rộng rãi and modern và hiện đại. Để biết là nhà tôi thì khác nhà bạn, thế thôi. Được chưa? Nhà tớ khác nhà bạn, được chưa? Để làm cho cô câu số 1 và câu số 2 các bạn nhé. Okay, number one and number two. Ok. Các bạn học có hiểu bài hay không? Có hiểu bài không ạ? Number one. Bạn là lớp 4 học bài này thì siêu quá. And number two. Rồi viết lại cho cô cả hai câu bạn nha. Viết full sentence vào. Cô chỉ giao làm có hai câu nên giúp cô viết full sentence rồi các bạn ơi. Viết full sentence nha. Viết cả hai câu đủ rồi nha. Yes. Yes. Yes, okay, very good. Các bạn có thể sử dụng đại từ sở hữu để viết không sao nhé. Một số bạn viết thì có chỉ cần cách dùng đại từ sở hữu bạn viết. Rồi. Cái ca này các bạn học lớp 5 có thể sang của lớp 6 luôn. Không sao cả hai ca đúng không? Mình viết nhá. My house is different from, đúng ạ. From một là đây là your house. Được. Hoặc các bạn khác có thể thay từ your house nhé. Có thể thay từ your house bằng từ yours, bằng cái của bạn. Thì khi này họ tự hiểu luôn đây your house chính bằng là yours, được chưa? Được. Ở đây có thể dùng là your house hoặc là yours nhé. Thay thế hai trường hợp. Các con nhé. Dùng một trong hai trường hợp này đều ok, được chưa? Your house or yours. Được. Cái của bạn. Đây cái gì là chính là cái nhà của bạn. Các con nhé. Đợi tiếp đi ạ. Để cô đổi màu cho nó đỡ bị tối. Không sợ đây nhìn hơi tối. Thay thế một trong hai từ này được. Đó nhé. Tiếp đi ạ. Câu số 2, my favorite, đúng không? My mother's favorite fruit. Đồ ăn yêu thích của ai? Đồ ăn yêu thích của má tôi, của má mì tôi thì là noodle, thì là mì. My favorite food is rice. Đồ ăn yêu thích của tớ thì là cơm. Đừng dịch là đồ ăn thích là gạo nhá. Chuối đó. Yeah, thật lợi. My favorite food is different gì đây? This là different luôn đi from. Mẹ tôi khác với cái của tôi đúng không? Khác với cái của tôi thay bằng từ my favorite food. Hoặc dễ hơn là khác với cái của tôi là được. Đó, my là cái của tôi nhé. Tương tự như trên thì mình dùng cái đại từ sở hữu my để thay cho my favorite food. Có thể dùng đại từ sở hữu my để thay cho my favorite food. My là đại từ sở hữu. Bạn nào nãy học cái ca trước của cô, cái ca của lớp 5 thì sẽ hiểu lại cái phần kiến thức này. Được chưa các con? Duy. Các con có làm nữa không? Có thêm tí bài trên lỗi sai nhá. Gạch chân lỗi sai trong câu sau và viết lại câu cho đúng. Gạch chân lỗi sai và viết lại câu cho nó đúng. Chỉ cần viết lại cái lỗi sai các bạn nhá. Chỉ cần viết cái lỗi sai mới viết ở câu đâu. Viết cái lỗi sai là luôn cho cô 4 câu cho đã chiến đâu. cho ngấm này, ngấm kỹ vào. Làm 4 câu, 1, 2, 3, 4, 4 câu. Chỉ cần viết cái lỗi sai và viết lại cái lỗi đó. Các bạn chú ý cô nhé. Chỉ cần viết lỗi sai thôi và sửa cái lỗi đó giúp cô, được chưa ạ? Chỉ cần viết lỗi sai và sửa lỗi đó, không cần viết lại cả câu. Chỉ cần viết lỗi sai và sửa lại lỗi đó, không cần viết lại cả câu các con nhé. Tuần này là tuần gần cuối rồi, tuần sau mình sẽ có một bài kiểm tra cuối tháng để xem là cái tháng vừa rồi học có hiệu quả hay không. Hiệu quả 5 bạn điểm cao nhất lớp sẽ được cô tặng quà và gửi tận quà về tận nhà cho các con. 1, 2, 3, 4. Rồi các bạn nhé, 1, 2, 3, 4 được chưa ạ? Chỉ cần viết lỗi sai ra và sửa lại các bạn nha. Chỉ cần viết lỗi sai ra và sửa lại thôi, được chưa ạ? Đây Duyên làm sao comment lung tung vậy con? Sao vậy Duyên? Tìm lỗi sai trong bài và sửa lại cái lỗi sai đó các bạn nhé. Tìm lỗi sai trong bài và sửa lại lỗi sai đó, 4 câu. 1 2 3 4. Tìm lỗi sai và sửa lại lỗi sai đó, không cần sửa lại cả viết lại cả câu đâu. Chỉ cần tìm lỗi sai và sửa lại câu đó thôi. Đây, cô đang cầm điện thoại để xem các bạn comment thôi các bạn nhé. Máy tính cô không xem được comment được. Không phải cô làm việc riêng đâu, đang rất tập trung cho các bạn đây. Câu số 1, chú ý cấu trúc so sánh bằng. Câu số 2, đó, đây là cái câu hỏi đấy, cô mà trong giờ hỏi cô là dùng một từ s được không đây. Câu số 3, đó là cấu trúc so sánh khác. Câu số 4 là gì? So sánh giống nhau đúng không ạ? Có câu ngoại lệ các bạn chú ý nha. Đấy rất là hay, may là có một câu này các bạn tí nữa chỉ gọi là rất là hay. Ok, mình chữa các bạn nhé, bạn làm rất là nhiều rồi đấy. Bây giờ mình chữa cho các bạn luôn đây. Câu số 1, number 1. Thì cô viết bút nha, là sẽ cố gắng viết đẹp cho các bạn nhìn nó rõ. My boyfriend, đúng không ạ? Bạn trai của tôi thì là khỏe như con ngựa. Khỏe bằng ngựa đó, tức là ý là rất là khỏe. Rồi, so sánh bằng đúng không ạ? Thì dùng like không? As strong as. Sai ở like, something else. Câu số 2, this exercise isn't hard as I thought. Bài tập này thì các bạn sửa cô chỗ này bỏ SC đi nhé. Thì không khó như tôi nghĩ đúng không? Không khó bằng một đây. Các bạn ghi là isn't đây nhé, hoặc là các bạn sửa như này. Các bạn ghi gì bạn ghi. Thường thường những cái bài này á, thì các bạn sẽ làm như thế nào nhỉ? Và sửa các bạn gạch chân cái cái từ này. Đó, xong rồi viết lại là so hard, viết lại 2 từ, gạch một từ viết lại 2 từ. Hoặc là so sánh không bằng dùng as hard cũng được, as hard or so hard. Đó là thêm từ gì vào đây? Thêm từ so học thêm từ e số đề là được các bạn nhé. Câu số 2. Câu số 3, cuộc sống ở gì ạ? While in foreign countries, ở các cái nước ngoài thì khác với cuộc sống ở Việt Nam, đúng không ạ? Life in foreign countries different from, different thiếu ạ, thiếu different from, tương tự nhá. Con thể viết là different, không biết thêm different from ra cũng được, thêm từ from là different from life in home country. Tiếp theo, my parents share the same hobby as. Câu này thì là tóm lại là bố mẹ có chung sở thích với nhau, đúng không ạ? Có hai cách các bạn nhé. Một, đây là phần mở rộng của cấu trúc the same as khi mà có đối tượng thứ hai ở phía sau. Nếu như ở phía sau cái the same này, bố mẹ tôi mà có chung sở thích với tôi chẳng hạn, thì đây là the same as me, thêm cộng đối tượng số 2 ngôi đây, thì các bạn sẽ phải dùng the same as. Trong trường hợp mà nếu như bố mẹ có chung sở thích thì bỏ as đi là xong, được chưa? My parents, câu này chỉ cần là my parents, bố mẹ có chung sở thích. Share the same hobby, thế là sao? Khi mà ở phía sau, khi họ họ đưa hai cái đối tượng này, thực ra đây là chính là my father shares has the same hobby as my mother. Nó là câu như vậy, bố tôi có chung sở thích với mẹ tôi. My father has the same hobby as my mother, nhưng họ viết tắt vào thành là my parents share the same hobby, có chung sở thích. Kể cả những câu các bạn nói chung là hai đối tượng này has the same cái gì đó thì các bạn không cần dùng as nữa nhé. Khi họ gộp cái hai đối tượng với cùng thành chủ ngữ rồi thì về sau chỉ cần nói là has the same cái gì đó là xong, không cần as. Khi có đối tượng ở phía sau cái same này này giống cái bên kia thì mới là same as, giống cái bên kia là same as. Còn nếu như không có cái giống bên kia mà họ gộp hai cái giống nhau ở chung chủ ngữ rồi thì nó là the same xong nhé. Được chưa các bạn? Các bạn không thêm me vào đây. Con này các bạn thêm me nhé. Thêm me vào bạn thêm thẳng đối tượng của con, không thêm đối tượng. Câu này sẽ bị lệch về nghĩa, được chưa? Các bạn sửa là me thì nó đúng là nó đúng về cấu trúc câu nhưng mà nó sẽ bị lệch về nghĩa so với câu gốc của nó nhé. Cho nên mình sửa như cô vừa chỉ cho các bạn đó. Được chưa? Rồi, làm thêm cho cô 1-2 câu thôi các bạn nha. Sang bài sắp xếp đi. Sắp xếp. Câu 1, câu 2. Câu 1, câu 2 các bạn nha, câu 1, câu 2. Làm 2 câu thôi. Câu 1, câu 2. Ok, câu cuối bạn đúng rất là tốt. Chưa con, câu 1, câu 2 nè. Chỉ làm 2 câu các bạn đấy nha, chỉ làm 2 câu thôi. Chạy hết hai câu này là hết rồi các bạn nhá. Chạy hết hai câu này là hết rồi. Câu số 2 là câu hỏi, các bạn chú ý nhá. Câu số 1 mình thấy từ playing với hoa không ạ? Playing đến đầu câu, playing cái gì? Playing. Câu này mình phải vừa sắp xếp rồi phải thêm từ các bạn nhá. Chơi nhạc cụ lúc nào cũng là playing the, cộng nhạc cụ playing the thì cái nào thì khó nhỉ? Khó bằng đúng không ạ? Playing the guitar hoặc là playing the piano cũng được các bạn nhé. Trước sau được được playing the guitar is difficult. Difficult cho từ as ở phía trước đúng không ạ? As difficult as playing the piano. Các bạn biết là the piano trước, the guitar sau cũng được, hoặc là the guitar trước, the piano sau. Tuy nhiên câu này phải thêm từ mạo từ the vào. Đứng trước gì ạ? Đứng trước chơi nhạc cụ nha, đứng trước các cái instrument, các cái nhạc cụ đều phải thêm mạo từ the vào chứ nhạc cụ phải nhớ của cô ạ. Câu số 2. Câu số 2 là gì ạ? Can ai nhỉ? Con ngựa có thể chạy nhanh bằng tàu hỏa hay bằng tàu hay không? Train ở cuối rồi. Can horse, can horse run as fast as a train? Có hai từ ơ đúng không? Thêm ơ vào. Can a horse run as fast as a train? Đó được rồi các bạn. Đây là câu số 1 và đây là câu số 2. Chưa coi. Các con hiểu chưa ạ? Họ chỉ hỏi là con ngựa có nhanh bằng tàu hay không, chứ không ai hỏi là con tàu tàu có nhanh bằng ngựa không cả. Tàu đương nhiên là nhanh hơn hoặc nhanh bằng rồi đúng không ạ? Đây, còn cái trên này mình hiện đảo được hai vế. Rồi các bạn ơi. Nhá, những phần còn lại chúng ta, những phần mà cô chưa chữa đó sẽ làm bài tập về nhà. Các bạn nhớ là làm hết bài tập về nhà. Rồi chờ sáng chủ nhật 9h30 cô sẽ post video đáp án chữa bài lên cho các bạn ở trong nhóm chuyên ngữ pháp tiếng Anh tiểu học và trung học cơ sở. Và khi bạn xem video chữa đáp án, cô nào đúng mình tích V, cô nào sai thì mình tích X lại, và mình sửa xong thì mình chụp lại bài của mình lên trong phần bình luận của video post đáp án đó. Các bạn chú ý nhé. Và trong tuần sau mình sẽ có một bài kiểm tra cuối tháng, và những bạn nào làm bài tốt sẽ nhận được phần thưởng của cô. Bài kiểm tra sẽ thông báo cho các bạn trong chính livestream học của các bạn luôn, các bạn chú ý của cô nhé. Bài kiểm tra sẽ phát luôn trong chính cái livestream của các bạn luôn. Rồi, các con chú ý của cô là tuần sau mình sẽ có bài kiểm tra cuối tháng, để cho bạn nào làm tốt, 5 bạn làm tốt nhất lớp sẽ được cô tặng quà và gửi về tận nhà cho các con. Ok các bạn ơi, vậy là chúng ta vừa cùng nhau cách học xong một cái chuyên đề cô nghĩ là khá là bổ ích cho các bạn. Các bạn có cảm thấy bài học này thực sự là cần thiết cho mình không? Giống như là cái suy nghĩ hay là quan điểm của cô không ạ? Theo cô thì bài học này khá là useful cho các bạn đấy, rất là helpful cho các bạn. Đặc biệt là trong chương trình tiếng Anh lớp 6 của